Thưa quý vị, cơn bão số 5 vừa qua khi đổ bộ vào địa bàn tỉnh diễn ra trong thời gian ngắn với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Tuy nhiên, đã gây ra rất nhiều thiệt hại đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Huế. Thân cây cao, tán rậm, sức bám trụ chống chịu với gió bão yếu đã làm cho rất nhiều loài cây bật gốc, gãy đổ. Thời tiết này đang đặt ra rất nhiều vấn đề đáng quan tâm trong quản lý, phát triển hệ thống cây xanh công cộng bền vững cho đô thị Huế. Phóng sự sau sẽ cho thấy rõ hơn tính cấp thiết của vấn đề này. Đây là hình ảnh thành phố Huế sau cơn bão số 5. Hàng ngàn cây xanh bật gốc, gãy thân, cành. Hàng loạt cây xanh có tuổi đời từ hàng chục đến gần trăm năm bật gốc. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như việc cắt tỉa tán trước mỗi mùa mưa bão liệu có được duy trì thường xuyên, hay hệ thống cây xanh hiện nay đã phù hợp với một địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như Thừa Thiên Huế. Với những người dân ở đây, chứng kiến những cây xanh lâu năm bị đổ gãy khiến họ không khỏi xót xa, tiếc nuối. Đối với cây xanh đường phố thì chắc phải nghiên cứu để mà trong những cái cây mà nó có cái độ rễ sâu bám chắc hơn, và không những rễ tốt nhưng mà cái thân cành phải là chắc dẻo hơn. Chứ còn đây những hầu hết là ở đây là những cái phường vàng đều gãy rất nhiều, nhưng mà cây khác thì ít gãy hơn. Bão số 5 đã làm cho hơn 6.700 cây xanh gãy đổ, hơn 2.200 cây bật gốc đổ gãy, về tổng số cây xanh bị thiệt hại là 15.000 cây, trị giá hơn 65 tỷ đồng. Những thiệt hại lớn về cây xanh đã đặt ra nhiều câu hỏi về việc thay thế trồng một số loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu đô thị của thành phố Huế. Theo thạc sĩ Phạm Cường, một chuyên gia về cây xanh đô thị lý giải, phần lớn các cây gãy đổ là do tán rậm, thân cây quá cao, nhiều cây bị rộng thân, rễ rất dễ đổ ngã. Một số loại cây không phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Huế. Thời gian vừa qua với ảnh hưởng cơn bão thì có nhiều cây bị gãy đổ, và chúng tôi nhận thấy rằng là đối với một số loài cây mà có khả năng sinh trưởng phát triển tốt, hình thái đẹp, tiềm năng phát triển trong đô thị và có đặc biệt là khả năng chống chịu với gió bão, ví dụ như là cây nhồi, là cây bằng lăng, sâu đen, dầu rái, me tây, là mù hoàng yến, vân vân, thì đấy là những loài cây mà qua đánh giá nhận thấy rằng là có khả năng chống chịu gió bão tốt hơn. Kiểm tra công tác thiệt hại cây xanh vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng những thiệt hại về cây xanh trong cơn bão số 5 vừa qua có những lý do khách quan và chủ quan, nhưng cần đánh giá lại công tác quản lý và bảo vệ cây xanh trong thời gian tới. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo thành phố Huế, Trung tâm Công viên cây xanh Huế và các đơn vị liên quan cần có đánh giá thấu đáo, nghiên cứu trong hệ thống cây xanh công cộng theo hướng bền vững, chống chịu được với gió bão, những loại cây phù hợp với khí hậu và cảnh quan của Huế. Sau bão số 5 thì sẽ có rất nhiều hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm, đặc biệt hệ thống cây xanh, đặc biệt là công tác dự báo, rồi cái việc huy động sức dân trong việc khắc phục tất cả những bài học kinh nghiệm, cần phải tập trung để đánh giá một cách thấu đáo để chúng ta ngăn, có thể là hạn chế tối đa những thiệt hại do những cơn bão sắp đến ảnh hưởng trên Thừa Thiên Huế nếu có thể xảy ra. Thì về phía Trung tâm Công viên Xanh Huế cũng đã có nhiều cái cơn bão rồi, cũng đã nghiên cứu nhiều chủng loài có khả năng chống chịu với cái điều kiện thời tiết khí hậu ở Huế như mưa bão. Ví dụ một số chủng loài như là nhạc ngựa, long não, nhồi, sấu, rồi giáng hương. Phải nói là có những cái chủng loài là chống chịu và với cái điều kiện thời tiết khí hậu mưa bão như ở miền Trung cũng như ở Huế. Và một số chủng loài cây trồng thì cũng vừa phải, cũng trồng không lớn quá, đảm bảo được cái hệ rễ, và khi trồng thì đảm bảo được cái hệ rễ phát triển, rễ cọc ăn sâu. Những gì đã diễn ra chính là bài học quý giá để chúng ta đánh giá lại về công tác quản lý và bảo vệ cây xanh trong thời gian tới. Từ đó có những phương án phù hợp đối với khí hậu và cảnh quan của những loài cây trồng thay thế. Để Huế mãi là một thành phố xanh của Việt Nam, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả chính quyền và chính mỗi người dân.